Sao bây giờ em thấy thấy taxi người ta giả cái hãng này quá trời vậy anh? Thì nó dán cái bảng số ở trên nó hơi khác chút á. à, đó nhìn chẳng chẳng biết là cái Cái này này. là không cái số điện thoại á, xe cuốn 27 thì là nó 38 rồi 3 lần 27. Xe đúng Rồi. của hãng là 38 đúng không? Rồi 3 lần 27, rồi tài xế đều mặc đồng phục hết. Áo trắng quần đen có logo. Thì đó Còn nên mấy nói cái là kia là thế, nhưng cái cứ kia nhìn nó nó mặc làm y chang vậy, nhưng mà nó mặc đồ tùm lum á, nó là và thứ hai là taxi. cái số em thấy nó khác đi, Đúng rồi, cái số nó khác. cái số điện thoại á. Nhiều khi nó cũng 38 luôn rồi nó 27 27 rồi nó 77 cuối, nó nhiều lắm. Ủa mà cái nữa, sao bên bên Còn không thì nó 54 rồi 3 bên lần 27. bên mình không có đăng ký cái bản quyền về cái Có màu chứ. màu xe màu sắc rồi sao Có để tụi chứ, nó đăng giả ký bản quyền với lại cái logo á. được? Logo hình hai cái mũi tên nó ấy kéo lại đó. Là công ty nó đăng ký bản quyền rồi đó. Alo, mình nghe. Mình có một chiếc cũng của bên mình tới, cái là mình đi luôn rồi bạn ơi. Bởi vì thấy cũng bởi vì cũng xe của bên mình luôn. À rồi rồi. No, it's dependent. Distance. It'll increase, huh? Kilometers, how many kilometers are it? Okay, then 12,000 is a minimum fare, is it?